Em xin kính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Giang Nam Audio làm một cái video để test cái cặp loa loa kiểm âm Yamaha NS10X 10MX. Đây là cặp loa khách đã chốt. Và sáng nay thì em làm một cái video để test tạm qua cái cặp loa này để gửi cho khách. Sau đây em sẽ test qua cái chất âm để đánh giá. Em đang tạm thời em đang ghép cái con âm ly Kenwood này anh em nhé. Em chỉ ghép để test loa chạy thôi. Loa quá đẹp. Và đây là loa bên phải nhá. Loa đẹp xuất sắc. Cực kỳ hiếm khi có cặp loa Yamaha đẹp như thế. Em chỉ test sơ qua như thế thôi để cho nó yên tâm. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi nhé.